Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, danh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người đấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa không phải là Giuđa Iscariot nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Chúa Giêsu đáp: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta còn nhớ vào chiều thứ sáu, Phao-lô và Bác-na-ba bị đuổi khỏi thành và các ngài đang giao giảng. Kể cả những người Do Thái, họ mướn những cái người phụ nữ và cả những dân nhân để đuổi Phao-lô và Bác-na-ba ra khỏi vùng của họ. Và Phao-lô Bác-na-ba đã dú bụi rưỡi chân để ra khỏi thành. Hôm nay chúng ta cùng với Phao-lô và Bác-na-ba ở Iconio. Ở khi tới Iconio thì các vị này cũng bị những người Do Thái sách nhiễu. Các ngài phải tạm lánh sang Lystra. Ở đó cách Iconio 18 dặm. Chúng ta nhớ các ngài đi đâu là bị người ta sách nhiễu. Và Lystra biến thành một thương phố của người La Mã vào khoảng năm thứ sáu trước công nguyên. Dân chúng ở đây thì nghèo, ít học, đa số là người Lycaonia. Và chúng ta nghe thấy họ nói cái ngôn ngữ riêng của họ. Họ không nói tiếng Hy Lạp hay là tiếng La Mã. Vì thế tại thành phố Lystra này mà có một biến cố suýt nữa làm Phao-lô mất mạng. Chúng ta nhớ điều đấy. Và tại Lystra thì khi các ngài rao giảng có một người què, nhưng chúng ta thấy trong bản văn công vụ tông đồ. Thấy ông què có lòng tin thì Phao-lô làm phép lạ chứ ông khỏi. Ông đi đứng bình thường. Và dân Lystra là dân mà bị ảnh hưởng bởi Hy Lạp và La Mã. Và chúng ta nhớ những người Hy Lạp họ thờ rất là nhiều thần. Thần Jupiter, thần Hecate, rồi các thứ thần. Họ tin vào các vị thần đấy. Và họ nghĩ rằng Barnaba và Phao-lô là những vị thần hiện đến với họ để chữa cho anh chàng què kia từ khi mới sinh. Và họ nói bằng tiếng địa phương để rồi họ tính tổ chức tế bò, tế dê và tôn phong hai vị này như một thần minh. Chúng ta nhớ cái quan điểm của người Lystra. Và khi chúng ta nhớ là người Phao-lô và Bác-na-ba không hiểu cái tiếng của họ đâu, mà không biết tại sao khi rao giảng thì họ, cái anh què này lại có cái đức tin. Cho nên khi rao giảng thì Phao-lô nhìn thấy cái anh này có cái dấu hiệu của đức tin, cho nên Phao-lô mới nói anh đứng dậy mà đi, mới làm phép lạ. Và khi hai vị này hiểu là họ sẽ giết dê, giết bò để tế mình như một thần minh, thì các ngài hết hồn, xé áo ra trước mặt dân Lystra và la to phân bua rằng: Hỡi các bạn làm gì thế? Chúng tôi cũng là những người phàm cùng thân phận với các bạn.
Và chúng ta thấy nhận ra ở đây chúng ta thấy đức tin của những người mới nghe tin mừng của Chúa Giêsu và các phép lạ mà các tông đồ thực hiện trước mắt họ khiến họ tưởng rằng các tông đồ là các vị thần. Và nếu Phaolô và Barnaba để cho dân Lystra tế các ngài như một vị thần thì lại đi trật với đức tin. À, chúng ta để ý. Và như vậy thì không còn là tin vào Thiên Chúa nữa mà tin vào người phàm. Và vì vậy cho nên Phaolô và Barnaba nhất định không chịu, phải nói làm sao để cho họ hiểu. Và như công vụ tông đồ cho chúng ta thấy, các ngài phải vất vả lắm thì họ mới không có thể tế thần các ngài. Và từ đó Phaolô và Barnaba củng cố đức tin cho họ vào một thần minh mà họ đã tin từ lâu, đó chính là Thiên Chúa mà hôm nay các ngài tới để rao giảng vị thần linh đấy, chứ không phải các ngài là thần linh. Và như vậy chúng ta nhận ra điều gì có bản văn này? Ở đây chúng ta thấy nơi tất cả những con người được Thiên Chúa tạo dựng thì Ngài đã khắc ghi vào trong tâm hồn của họ mọi người sự hướng thượng, nghĩa là họ luôn hướng lên và nhìn nhận có một đấng tạo hóa dựng nên trời đất muôn vật. Đây là điều mà giáo lý dạy và đây là điều tôi xác tín. Bất kỳ người đó là ai, vô thần hay không vô thần, đảng phái chính trị nào tôi không biết, nếu đã là người thì trong họ có cái dấu ấn mà Thiên Chúa đã đặt vào để họ nhận ra rằng có một đấng tạo hóa. Chỉ có điều là họ chối từ cái điều này, thế thôi. Và họ cố tình họ chối từ. Và vì vậy cho nên dân Lystra là như vậy. Khi họ nghe được rao giảng như thế thì Phaolô Barnaba khơi lại cái điều mà Thiên Chúa đã đặt vào trong tâm hồn của mỗi người để họ tin nơi Thiên Chúa đấng tạo hóa. Thứ hai là Barnaba và Phaolô khơi lên cái niềm tin để họ nhận ra Thiên Chúa là đấng mà họ phải tôn thờ, là đấng quan phòng chăm sóc cho chính cuộc sống của họ, cho thời tiết thuận hòa, cho con người được no lòng an vui, chứ không phải là các thứ thần mà họ đang tôn thờ của Hy Lạp và của La Mã. Chúng ta nhớ điều ấy. Và như vậy ngày hôm nay tôi mời gọi mọi người khi nghe bản văn của công vụ tông đồ này, tôi xin mọi người chúng ta hãy bắt chước Phaolô và Barnaba. Biết bao nhiêu anh chị em đang sống xung quanh chúng ta chưa tin Chúa, bởi vì họ đã được Thiên Chúa khắc ghi vào trong tâm hồn của họ một niềm tin vào Thiên Chúa tạo hóa rồi. Họ chỉ thiếu một điều là nhờ bàn tay của chúng ta, là những người đã tin Thiên Chúa, tin Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại, chúng ta hãy khơi cái mầm niềm tin mà Thiên Chúa đã gieo trong lòng của họ để họ nhận ra Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Và để có thể khơi lên cái niềm này hay khơi lên cái niềm tin đã có thì chúng ta phải không mê tín dị đoan. Chúng ta lại mê tín dị đoan như họ thì làm sao mà khơi? Chúng ta lại tin vào những con số đề thì làm sao mà khơi? Con chó rơi xuống huyệt thế là về đánh số đề, làm sao mà khơi niềm tin cho họ? Mình cũng giống họ rồi. Mơ thấy con rắn đi đánh số đề là con rắn. Chiều nào cũng tụng 5, tụng 7 ở dưới chợ, sáng chợ chiều mở số đề ra. Cảm ơn Covid được mấy tuần không có sổ số thì bớt số đề đấy. Bây giờ nó có rồi chắc là số đề đầy hết luôn. Làm sao chúng ta khơi lại cho họ khi chúng ta còn mê tín dị đoan? Khi chúng ta còn tệ hơn cả họ nữa. Và chúng ta xưng mình là người công giáo. Và vì vậy tôi mời gọi mọi người, chúng ta muốn khơi lại cái mầm niềm tin mà Thiên Chúa đã gieo vào trong những người đang sống chung quanh chúng ta mà chưa nhận ra Thiên Chúa. Chúa đang cần bàn tay của chúng ta khơi lên trong họ, khơi lên ở nơi anh em sống xung quanh chúng ta đức tin đấy. Đó là công cuộc truyền giáo hiệu quả nhất, cao cả nhất mà Chúa Giêsu đặt vào tay mỗi người chúng ta. Và nếu chúng ta không làm điều này, chúng ta có lỗi.
có lỗi với Đức Giêsu Kitô khi Ngài trao cho chúng ta cái quyền loan báo tin mừng. Nếu chúng ta không làm điều này mà chúng ta mê tín dị đoan, thì chúng ta đánh mất đi cái bản chất truyền giáo của giáo hội. Và vì vậy tôi mời gọi mọi người hãy biết can đảm và sẵn sàng làm điều này. Đừng mê tín dị đoan, đừng coi bói toán, đừng tin vào những con số đề, đừng mơ chỗ này rồi nghĩ chỗ kia đi đánh những con số đề, đừng nghe chỗ này có thầy bói hay lắm thế là đi coi bói, thậm chí làm nhà thay vì gọi cha tới chúc lành thì cúng kiếm, coi ngày coi giờ, kể cả việc cưới cho con, thì làm sao chúng ta khơi lại niềm tin trong lòng họ khi Thiên Chúa đặt vào trong họ sự hướng thượng hay là đức tin vào một đấng tạo hóa, tạo dựng nên trời đất muôn vật. Xin cho chúng ta biết can đảm như Phao-lô và Bác-na-ba khi chúng ta đi với Ngài trong hành trình truyền giáo. Hôm nay là bắt đầu chuẩn bị với hành trình truyền giáo lần thứ hai của Ngài, thì chúng ta biết noi gương Phao-lô, Bác-na-ba để chúng ta sống tinh thần truyền giáo của giáo hội khi chúng ta đưa các anh em sống bên cạnh chúng ta về với Ngài bằng chính cách sống của chúng ta, khơi lên niềm tin mà Chúa đã đặt trong lòng của họ.